Ôi Bồn ôi. bồn lại này. Vô. Cái đó không phải cái cưa đâu cả nhà. Papa kêu kìa. Papa kêu em vào nhà anh mình. Em Bon ơi. Dạ Bon ơi. Một. Hai rồi đến số mấy? Hai rồi đến mấy? Tướng mệt té. Máy bay à? À, cánh quạt. Con lắp vào máy bay đi. Ủa, sao lại ném đi? Này, quạt phải lắp vào máy bay này. Đây, đó. Cho phi công vào ngồi đi. Rồi, cho chú phi công vào ngồi mới lái được máy bay chứ. Ô ô, mắc cái đầu chú rồi hả? Cái còi hả? Thằng Bon không chịu ngủ, mắt thâm rồi kìa. Hay là mắt thâm do gen di truyền từ bố? Qua phụ bố làm puro kìa, bố đang làm puro đó. Không phải kem đâu, cái đó quả bóng mà, đâu phải kem. Quả bóng. Bao vờ. Misa bao vờ. Misa. Bao bao. Không nhỉ đâu. Tuko là bien pas cher Tuko. Thơm em bé miếng chưa? Thơm em bé miếng. Rồi. Bao vờ ăn nè con. Yo. Takaisin sä edes ylitä. Mikä tää on? Kontentti. Niin on, hyvä. Thấy cái này. Ra sau ngồi, chỗ này của bố. Không cần thắt dây an toàn đâu con. Đi ra sau ngồi nào. Hê, tóc hê. Đi ra sau ngồi đi, chỗ này của bố mà. Ra sau ngồi cho bố lái xe, tóc tai bù xù á. Không cần thắt dây an toàn đâu, con có được ngồi đây đâu mà thắt dây an toàn. Ra sau ngồi. Đó, bố đi ra rồi đó. Nè. Ra bố mày khoát cho. Em Bon vừa gạt cái cần lau kính á cả nhà. Ôi dùi dùi dùi, không có bấm. Đo đạc để cắt chứ. Cẩn thận nhá. Đó, đứt tay á. Rồi, đo xong rồi thì con cắt đi. Cái đó không phải cái cưa đâu cả nhà. Papa kêu kìa. Papa kêu em vào nhà ăn bánh mì kìa. Ăn mới có sức làm chứ con. Đó, papa gọi vào ăn á. Ăn mới có sức làm. Ừ, đúng rồi, vào ăn rồi có sức làm nhá. Ủa, không ăn luôn à? Té, ngồi ở đâu trên đó. Vào ăn mới có sức làm mà. Ồ ho, 3 mét hả? Ừ, 3 cm là được rồi hả? 3. 3. Ừ. 3. 3. 3.
cái cưa hả? Thực ra đó là cái mái không phải cái cưa. Xong rồi, dở quá, đi vào nhà ăn bánh mì. Easier to love.
mà mệt quá, bây giờ chắc là hai đứa ra xe em. Tự nhiên em Bon, cái lúc mà đi chơi thì em Bon không có ở đây để chơi cùng. Như đi kiểu cũng là học việc cả ngày. Xong rồi bây giờ đã là 7 giờ đêm, hai vợ chồng còn lang thang ngoài rừng như thế này, ngoài công viên. Bây giờ Thúy sẽ ra xe em trước.